ngoài lên một tí thì Adam là người từ lúc sinh ra đã có năng lực siêu phàm trời phú cũng nhờ thế mà ông ấy đã trở thành một pháp sư hùng mạnh nhất ở thế giới trong hàng thế kỷ qua từ ngành đào tạo ma thuật cho tới việc thành lập hội đồng với sức ảnh hưởng của mình thì ngài ấy đã chạm tới mọi ngóc ngách trong giới pháp sư nhưng vào những năm cuối đời thì ngài ấy đã dành phần lớn thời gian của mình để đi giúp đỡ những kẻ không thể sử dụng ma thuật với lý tưởng đầy cao đẹp rằng nghĩa vụ của người mạnh nhất là để bao bọc kẻ yếu thì ngài ấy đã truyền lại lý tưởng của mình cho ba học trò có tài năng nhất của mình trong đó bao gồm thầy hiệu trưởng cũng là một trong số đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì Innocent Zero đã sử dụng uế thổ chuyển sinh trong Naruto để triệu hồi ra sư phụ của cả hai. Điều này đã làm cho Gobok rất là ngạc nhiên. Innocent Zero cho rằng cuối cùng thì hắn ta cũng đã thuần thục được ma pháp cải tử hoàn sinh của mình với một mảng da thịt của người đã khuất. Nhưng tiếc thay thì thứ này chỉ có thể hồi sinh lại cơ thể của kẻ đó còn ký ức hay lý trí thì hắn cũng bất lực rồi. Vậy nên bây giờ Innocent Zero sẽ nhờ đến thợ dối man tiếp quản cái thân xác đó sau khi triệu hồi với man thì biệt tài múa dối hắn ta lo được tất mà đếch phải sợ bố con thằng nào rồi lão sẽ gặp một chàng trai khác như cách thấy cái xác này chẳng khác gì người còn sống thấy được trò mèo này thì gua cảm thấy tức giận hơn khi các ngươi còn muốn tiến xa thêm mức nào nữa sau đó thì innocent zero cũng nói rằng sư phụ chúng ta đã sống một đời vinh quang rồi mặc dù là thế nhưng ông ta cũng chẳng thể chống lại được tuổi già nhưng giờ thì hắn ta cũng lại có thể đưa ông ta trở về lúc đỉnh cao sự nghiệp như này thì sư phụ cũng quý lão lắm đấy khi mà sức mạnh của ông ấy vẫn còn đứng trên vạn người thì chẳng nhẽ ngươi không vui khi gặp lại sư phụ mình sao? Những điều vừa rồi Innocent Zero nói thì Wobok không cho rằng đó là lý tưởng cao đẹp mà là quá mất dạy khi đào mà sư phụ mà gọi dậy bằng được. Quay lại thời còn trẻ thì Wobok nói rằng với bản thân mình thì chúng chẳng khác gì những lời của đám ăn không ngồi rồi mà tìm cách lợi dụng sự bảo hộ của kẻ khác vậy. Và những điều đó cũng được Adam khẳng định là không sai nhưng sau cùng thì ý nghĩa của nó vẫn là chúng ta phải hy sinh thân mình vì kẻ khác sau đó ông ta liền cảm thấy tức giận vì ngay cả lý tưởng của sư phụ mà cái thằng khứa gobok này lại còn dám chê bai nữa tưởng rằng bản thân mình giỏi quá rồi nên muốn đá đổ chén cơm của sư phụ mà leo lên đầu ngồi ăn bát cơm đó sao có cái nịt mà dễ dàng được như thế nhưng mà gobok lại cho rằng những lời vừa rồi chỉ là dỡn thui chớ có chi dứa mà căng vậy ní đừng có mà đưa cái mặt hoảng hốt đó ra chớ sư phụ nhìn nó hơi đần quá nghe xong thì adam cũng chỉ biết cười lớn vì tuổi trẻ tài cao mà chưa được trải sự đời cứ như là tấm chiếu mới như vậy thì có cố mà va vấp với xã hội nhiều cho đời và vào mặt nhiều như review xàm xí thì mới trải được mà trưởng thành. Nhưng ta chắc rồi con sẽ thâu lời ta nói thôi bởi vì ta biết con rất mạnh mẽ mà. Quay trở lại trận đấu thì Wobok nói rằng sư phụ là người vĩ đại nhất mà mình từng biết. Nhưng mà vận đổi thì sao rời, bởi vì thời thế bây giờ cũng đã khác và thứ ông ta cần trân trọng chính là chúng ta của hiện tại. Vậy nên ngày hôm nay Wobok sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai nữa. Ông ta sẽ chứng minh cho sư phụ thấy là mình mới là kẻ mạnh nhất ở đây hỡi sư phụ kính yêu sau đó thì ông ta bắt đầu sử dụng ma thuật. Trong thế giới hiện thì Wobok đã là cựu thánh nhân mang lại trật tự cho vùng đất này đến tận bây giờ. Ông ta vẫn được giới pháp sư tôn là pháp sư mạnh nhất thế giới, cũng bởi vì chính sức mạnh đó thì ông ta đã khẳng định được vị trí này xứng đáng với mình. Nhưng mà điều đó chỉ đúng với cái thế giới nhàm chán hiện tại thôi bởi vì hắc thuật của Adam sẽ đưa tất cả mọi người về với hư vô. Sau đó thì tên Mans điều khiển Adam dùng rắn đen để tấn công Wobok. Thứ sức mạnh chính để giúp Adam kiểm soát được thế giới chính là hắc thuật. Nó sẽ đưa tiễn bất kỳ thứ gì hay bất cứ ai nếu chạm vào nó thì sẽ thành chim cút, thậm chí cả ma thuật cũng không là ngoại lệ. Không có thứ ma thuật nào mà có thể chống lại được hắc thuật cả. Tên Mans bắt đầu cảm thấy món đồ chơi này đúng là hàng VIP rồi rồi. Trong tất cả những kẻ mà hắn ta từng điều khiển thì tên này rất đáng đồng tiền bát gạo. Sau trận này thì hắn quyết sẽ giữ lại để làm đồ chơi dài dài. Sau đó thì hắn ta sử dụng hai con rắn đen tấn công về phía Warbox nhưng lại bị ông ta dễ dàng phá hủy bằng sức mạnh của mình. Bằng sức mạnh đó thì ông ta đã tấn công lại hắn mất luôn một cánh tay. Điều này đã làm cho Mans trở nên hoảng loạn hơn vì còn một cái tay trái thì sao mà quay được nữa. Thay thế thì Wobok nói rằng ma thuật của mình cho phép bản thân điều khiển không gian. Nên ông ta chỉ tạm gửi một phần cơ thể hắn đi đâu đó quanh đây mà thôi, chơi vậy là nhẹ gòi đó chớ chưa có chim cút được mồ. Nghe xong thì Mans tỏ vẻ ngạc nhiên vì ông ta đã ngăn chặn hắc thuật bằng cách xóa sổ sự tồn tại của nó ra khỏi không gian này. Bởi vì không thể chịu thua nên hắn ta quyết định tấn công Wobok bằng số lượng lớn hắc thuật. Nhưng mà tất cả đều bị hiệu trưởng gửi luôn đi sang không gian khác điều này làm cho hắn ta rén ngang luôn vì không thể nào mà ông ta mạnh như vậy được. Cái game này lỗi vãi ở rùi. Méo hiểu sao tao đang điều khiển kẻ đã từng khiến cả thế giới phải quỳ gối mà sao ông ta lại còn mạnh hơn vậy nữa. Quả thật bốc là kẻ nguy hiểm nhất hiện tại. Nhưng làm sao mà sức mạnh giữa hai kẻ này lại có thể có khoảng cách khác biệt to lớn tới vậy chứ? Chưa kể tới hắc thuật là thứ ma thuật mạnh nhất trong tất cả loại ma thuật cơ bản mà. Sau đó thì hắn ta dùng quả cầu đen tấn công về phía Wobok. Thế này thì nếm mùi phép tối thượng của hắc thuật này đi. Lần này chắc chắn ta sẽ không thua lão nữa. Thầy hắn gáy hơi khét thì Wobok cũng nói luôn là mi đang bị nhầm ma thuật nào trong tất cả loại ma thuật gọi. Nếu muốn được mục sở thị thì ta đây sẽ niệm phép cho mi khai nhãn luôn tấm chiếu mới, sau đó thì Wobok gồng hết sức mình để ngăn cản quả cầu hắc ám. Lúc này Man chỉ có đái ra quần mà còn bị bốc hơi theo quả cầu nữa chớ. Còn Innocent Zero thì hắn chắc rằng Wobok vẫn còn giữ phong độ tốt, ở phía bên dưới thì Lance dot và Otter đang ra sức chiến đấu với lũ quái vật mọc lên như nấm. Còn phía bên kia đầu nấm lại đếch hiểu mấy anh dai này làm gì căng mà tự dưng kéo đến đây như đi chảy hội tới đồ sát em làm chi vậy. Nhưng mà muốn biết thì Seo cũng nói thẳng là về cấm thuật liên quan đến cấu trúc của cơ thể. Đó chính là thư hắc thuật dùng để tạo lên một trái tim bất tử từ sáu trái tim của những kẻ cùng huyết thống. Cha cũng đã chuẩn bị săn sáu đứa trẻ như vậy về để nuôi dạy chúng như đứa con trung thành vì trái tim của chúng có thể làm ra trái tim bất tử. Có thể nói thẳng ra à thì là mà thì ngươi chính là một trong những các phẩm kiến tạo nên của cha đó. Cha đã tạo ra ngươi để hoàn thiện được chính bản thân mình công dụng của ngươi được tồn tại như ngày hôm nay chỉ vì điều đó mà thôi. Chứ làm đếch gì mà có được chúng ta của tương lai rồi chúng ta của sau này nữa. Nghe xong thì đầu nấm cũng tỏ ra sốc tinh thần dạng nặng vì chẳng thể nào có được chúng ta của tương lai với bé tranh sao. Sau đó Seo nói tiếp là ngươi phải nên vui mừng mới phải bởi vì đây chính là niềm vinh dự chớ không phải ai muốn cũng có thể được. Bởi vậy mà chẳng mấy ai có được một cơ hội trở thành một phần của một vị thánh đấu mô. Nghe xong thì đầu nấm cũng chỉ biết ử mà thôi. Nhưng hiện tại thì cuộc sống cậu là ổn rồi nên cũng đếch cần trở thành một phần của ai mà một phần ở đây theo đầu nấm suy nghĩ là giống như thứ dưỡng chất dồ ti không thể thiếu của dân tổ độ ngành tập gym ấy hả kiểu như vậy đúng không anh dai nghe xong thì seo cũng đích có hiểu thằng khứa này nghĩ cái quái gì nữa đâu ra tập gym luôn vậy ba nhưng mà đối với hai từ trách nhiệm thì đầu nấm nghe nó nặng nề quá nên là muốn nhường lại cho khứa nào có nhu cầu được khum khi đối mặt với chuyện này thì đúng là cú sốc tinh thần thật mà bởi vì trước giờ cả đời đầu nấm đều liêm khiết trong sạch mà anh dai cũng biết gòi đó có làm gì có lỗi với ai mô mà bây giờ phải chịu trách nhiệm luôn mới hay hôi hôi buồn 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 quá à mà là buồn ngủ á nên là hãy đứng đó đợi một xíu chợp mắt tí đã thế nên là chúc bé ngủ ngon thấy vậy seo cũng đích có hiểu cái thằng đần này tao dẫn mặt với mi ở dậy ngay đây nghe xong đầu nấm cũng hú hồn chim én mà dậy ngay lập tức cậu cũng nhận ra là á đủ đây hóa ra méo phải là giấc mơ nói như thế thì tôi cũng hiểu nôm la ra là tôi với anh giai đây cùng là họ hàng với nhau cũng như mức chung một giàn đầy hồi nhưng mà seo lại cho rằng bản thân mình chỉ là một kẻ nhân bản được tạo ra khi cha trao máu của mình cho một cái xác mà thôi bởi vì hắn tồn tại chỉ vì một mục đích là giúp cha hoàn thành ý nguyện của mình, và đó cũng là một vinh dự không tưởng khi trở thành một phần thân thể của cha, nhưng khi cha lại chọn một thứ vô dụng như ngươi thì tao lại không thể nào mà chấp nhận được. Một kẻ vốn đã vô dụng như ngươi thì tốt nhất nên biết cúi đầu mà biết điều nhận thua cho có ích đê chứ không là ta sút cho một cú chim cút luôn server khác đó. Chưa kịp rút lời thì đầu nấm cho hắn ăn luôn cú đấm vào mặt khi chưa kịp gáy xong. Bây giờ thì đầu nấm nói rằng cho dù thân phận của anh trước giờ có điều bí hiểm sâu xa cỡ nào thì hiện tại anh đây vẫn là kẻ bất khả chiến bại thế nên là chú bớt có gáy nhảm lại mà vào việc chính luôn đê cho nó lóng thấy vậy thì Xiao cho rằng những lời bậm bịp lùa gà nhà của mấy thằng oát còn này là xưa rồi thế nên làm đếch gì mà lùa được ta người cũng đã động thủ rồi thì đã vậy tao sẽ cho mi thấy sức mạnh thật sự của mình mà đếch có thể bậm bịp được thêm nữa ngay lập tức thì một vạch nữa của hắn ta cũng dần xuất hiện thấy thế đầu nấm cũng đếch có sợ bởi vì trước giờ cũng chưa bao giờ ngán ai nên có thích thì bơi vô đây hộ cái và Xiao cũng đã triệu hồi luôn thần thợ rèn hết pha tớt sau khi nghe thấy thần thần gì đó thì đầu nấm cũng đích có hiểu anh dai nì nói cái quái gì thế thấy thằng mát hơi ngơ nên seo giải thích luôn đây chính là đũa phép của ta khi được giải phóng sức mạnh nó cũng là hình thái thực sự của đũa phép đấy nghe xong thì mát cũng tỏ ra hơi hiểu xíu hôi à thấy thế thì seo lại nói rằng ma thuật có thể tiến hóa theo nhiều kiểu khác nhau phụ thuộc vào kẻ sử dụng và cách sử dụng nó thế nên hắn ta dùng luôn lưỡi cắt kim cương cũng may mà đầu nấm nhanh trí né được và thấy cái trò này nguy hiểm vãi ỏ sau đó thì Seo nói rằng những thứ đó đều được hắn chế tác từ kim cương vật chất cứng nhất thế giới chúng cũng sẽ đuổi cùng tận diệt tới khi ngươi bị cắt vụn. Ngay sau đó thì nó đã quay lại hướng đầu nấm. Thấy vậy thì cậu cũng né và cho rằng sẽ lơ hết đám này rồi tông thẳng về hướng hắn ta, nhưng đột nhiên đầu nấm lại bị một cái phía trước lao tới thẳng hướng cậu. Cũng may là dân tập gym nên độ lách cũng mượt như dancer Bây giờ thì đầu nấm cũng hiểu ra là anh dai này chơi giấu hàng mà còn giữ lại hai lưỡi dao khác phòng hờ để tiếp cận mình, chơi kiểu dị thì không vui nha. Chơi gì chơi bốn cái dị ba chơi thế thì ai mà đỡ nổi dẹp mẹ đi. Thấy đầu nấm nói vậy thì xeo gua chắc một điều là cậu cũng biết sợ hồi. Nhưng có lẽ tao sẽ suy xét tới việc cho Mi rời khỏi nơi này một cách an toàn. Nếu ngươi đem mạng của tất cả lũ học sinh kia ra để đánh đổi thay cho ngươi. Sau đó thì quả cầu gai ở phía trên đã biến đổi thành kim cương thế này thì có mà hốt bạc. Thấy vậy thì đầu nấm cũng chỉ biết chấp nhận hôi chớ chơi gì mà nhiều trò dị ba. Sau đó thì hắn nói rằng ma thuật triệu hồi được giải phóng từ đũa phép này không chỉ được bản thân chiếc đũa phép cường hóa sức mạnh mà mức độ ma thuật của nó còn được giải phóng để đạt tới cảnh giới không thể đo đếm được. Bởi vì tất cả mọi người còn ở trên khán đài và hắn cũng nói rằng sẽ có hàng ngàn mảnh kim cương sẽ được phóng ra toàn bộ ở không gian này. Nếu ngươi tưởng rằng mình đã tìm được mái ấm cho mình ư, rồi người yêu quý của ngươi cũng chỉ là đám vô dụng ở đây. Bây giờ thì ta sẽ đảm bảo cho tụi ở đây đang xuất hết một lần cho ngươi buồn một lần rồi thôi. Sau đó thì hắn lập tức tấn công đầu nấm và yêu cầu cậu quy hàng sẽ có khoan dung. Nhưng đột nhiên đầu nấm lại có ý tưởng mới cậu chạy thẳng một mạch về hướng khu rừng thấy vậy thì gua cũng đích hiểu tại sao cậu ta lại chạy về phía đó chớ nó tính cái quái gì thế con nhà lính nhưng lại tính bỏ chạy luôn hả ba đừng có nói là tao bá quá mà hắn dùng hải quay xe bỏ chạy luôn nha đột nhiên thì đầu nấm xuất hiện ngay đằng sau gua. với trạng thái hú hồn chim én luôn mới hay cứ gọi là gua rén ngang sau đó đầu nấm nói rằng em vừa mới chạy một vòng quanh trường để cắt đuôi cái đám kia này nghe xong thì hắn cũng rén ngang vì mấy cái đĩa dao kia không đuổi kịp hắn luôn mới hay làm thế quái nào mà hắn chạy nhanh hơn cả chúng luôn chớ và bây giờ khứa này bám tay dính lấy mình như keo 502 mới hay. Khứa này tính cho mình đi chung luôn hay dề. Nhưng mọi thứ đã trong tính toán của Cell war gọi nên hắn ta lập tức biến thành kim cương và không có gì có thể xuyên phá lớp da cứng như đá của ta. Còn máu thịt của My thì khác nhé nếu tính chơi trò chết chùm thì bỏ cái ý định đó đi em dài. Dù có ôm nhau chết chung thì sau cùng vẫn chỉ có mình ngươi nhận được đòn chí mạng mà chim cút thui Giờ thì đăng xuất đê, sau đòn đánh chúng thì ngay lập tức mát đã đo sàn luôn. Thấy vậy thì Seo Go chỉ biết cười lớn vì cứ tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là ăn hại mà thôi. Đứng dậy mà gái nữa đê thẳng cu khung tao cho bạn bè mi đang xuất một lần bây giờ. Đột nhiên thì đầu nấm nằm dưới sàn chỉ là cái bánh su kem thế thân chi thuật. Cậu ta cho rằng đây chính là tiệc bánh su kem đó anh dai. Thấy vậy thì Seo Go cũng đếch thể tin vào mắt mình được. Bố mày cắt mày làm hai gòi cơ mà sao vẫn đứng dậy được vậy chuyện quái gì đang xảy ra. Thấy thế thì đầu nấm liên tục nhét bánh su kem vào mồm hắn đến nỗi chết nghẹn luôn mới ác. Mặc dù da thịt là kim cương, nhưng đòn gọng kìm của đầu nấm này thì có mà nhịn thở đến đai luôn. Theo như review xàm xí biết thì đây là thiếu dưỡng khí, là khi khí não bị rơi vào tình trạng thiếu oxy thì nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh như khứa Selgul lúc hiện tại. Còn về chuyện đầu nấm vẫn còn đứng đây là ngay trước khi lưỡi cắt bay tới thì mát đã nhận ra một khoảng thời gian. Còn lại là bất khả thi để đâm xuyên qua lớp da thịt bằng kim cương nên quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu ta đã lập tức chuyển sang thế khóa cổ nhắm tạo ra áp lực lên lớp da kim cương của Selgul bằng sức mạnh vô đối từ cơ bắp thì cậu đã nhanh chóng bóp nghẹt nguồn dưỡng khí chạy qua khí quản và trong vòng một giây thì ngay lập tức xeo đã bị hạ gục thấy bị hành sấp mặt nên hắn ta cũng hù là sẽ tấn công luôn cả cái trường này lúc này thì ma thuật của xeo cũng biến mất và mát làm đếch gì sợ nữa bởi vì nếu cái trường này đi thì anh sẽ cho chú khỏi thở oxy luôn